Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang rủ mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang chuẩn bị băng qua ruộng để đi qua bên căn chòi phía bên kia mà hôm bữa mình sửa mọi người. Hôm nay qua đó thì sẽ làm một cái bữa ăn thật ngon để ăn cùng với tất cả mọi người ở đây, với lại là bồi bổ cho Nhóc Dảnh sau khoảng thời gian mà Nhóc Dảnh bị gãy tay ở nhà nha. Thì hôm ra Dảnh từ lúc bà bị gãy tay đến ngày hôm nay thì cả tuần này hả Dảnh? Trong nguyên tuần đó ở nhà thì có buồn không? Buồn lắm đúng không? Do là Nhóc Dảnh á, nó nói với Sang á, là ở nhà không được quay video cùng với Sang, không được đi đây đi kia, nên nằm ở nhà hoài thì rất là buồn luôn. Nhưng mà do Nhóc Dảnh gãy tay nên Sang cũng không dám đưa Nhóc Dảnh đi quay video nha mọi người. Tại vì lỡ như có chuyện gì á, thì vết thương nó sẽ rất khó lành. Nên có lẽ là Nhóc Dảnh sẽ phải ở nhà đến khi nào mà tay nó lành hẳn lại. Chắc khoảng tầm mất đâu khoảng tầm 2-3 tháng gì đó thì mới quay video lại được cùng với Sang. Nên khoảng thời gian này Nhóc Dảnh nó khá là buồn, nên hôm nay thì rủ nhau ra đó sẽ có mua một ít đồ. Mình sẽ làm một cái bữa ăn ăn cùng với Nhóc Dảnh ở đây nha. Với lại là Sang có một số câu chuyện muốn kể, muốn nói với tất cả mọi người cho sau cái việc mà Nhóc Dảnh bị gãy tay nha. Mọi người xem đồng ruộng cho Sang và mùa lúa chín này. Đẹp ghê không? Vàng hết cả một cánh đồng luôn ha. Ở phía bên kia thì nó có một căn chòi sát với bìa rừng. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ qua bên đó sửa lại căn chòi, với lại là hôm nay sẽ làm một cái bữa ăn thật ngon, ăn và chơi cùng với Nhóc Dảnh một ngày cho Nhóc Dảnh đỡ buồn nha. Thật ra thì nguyên một tuần vừa rồi, từ khi mà Nhóc Dảnh bị gãy tay phải ở nhà, không chỉ có riêng mỗi mình thằng Nhóc Dảnh này nó buồn đâu mọi người, mà Sang cũng như là tem của Sang cũng như là ai yêu quý Nhóc Dảnh á cũng cảm thấy cái nét video của Sang nó buồn đi một phần nào đúng không? Nó thiếu đi một cái thứ gì đó, đó chính là thiếu đi cái sự năng động cũng như là tươi cười của Nhóc Dảnh trong nhóm của Sang. Nhưng mà phải chấp nhận thôi phải không Dảnh? Phải ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe rồi mới đi quay video lại đúng không? Dảnh có biết là khi nào mới lành được cái tay này không? 2-3 tháng nữa đúng không? Nên có lẽ là trong khoảng thời gian 2-3 tháng sắp tới á, Sang sẽ lâu lâu sẽ dắt Dảnh đi ra ruộng này ăn kia thôi nha. Chứ đi bắt cá này kia thì Sang cũng không dám dắt đi đâu. Bây giờ thì mấy anh em Sang tranh thủ đi thôi. Hôm nay thì lúa chín mùa này á, nhìn ruộng nó đẹp quá. Mấy đứa thì đang chuẩn bị soạn một cái bếp ở kia. Xíu nữa thì mấy anh em Sang sẽ làm một cái bữa ăn thật ngon để mà ăn cùng với tất cả mọi người ngay chỗ cái chòi chỗ này ha. Thì thật ra sáng hôm nay á, Sang với Nhóc Dảnh dậy rất là sớm để chạy ra ngoài để mà khám lại cái tay của Nhóc Dảnh để xem sau một tuần á, thì vết thương hiện tại bây giờ như thế nào. Thì sau một tuần trôi qua á, thì vết thương hiện tại của Nhóc Dảnh đã ổn định, đã tốt hơn rất là nhiều nha mọi người. Nên sẵn tiện đường đi về á, thì Sang cũng ghé vào chợ để mua ở đây được mấy con cua để về bồi bổ cho Nhóc Dảnh nha. Ở đây là một cái túi cua bự luôn. Ở đây thì là gần 5 kg cua. Tại vì người mà bị bệnh gãy xương á, thì ăn cua ăn tôm á, thì vết thương nó mau lành hơn. Nên mua ở đây thật nhiều để một xíu nữa cho Nhóc Dảnh ăn. Và mọi người xem con cua đây này, to ghê không? Đây là mấy con cua mà Sang mua để hôm nay làm món ăn cùng với mấy đứa nha mọi người. Thì không biết cua này ở chỗ mọi người thì giá như thế nào, nhưng mà cua này ở chỗ Sang giá rất là mắc luôn nha. Mỗi lần mà muốn quay clip về cua hoặc là mua cua cho mấy đứa nhóc nó ăn á, thì xót hết cả ruột. Tại vì cua này giá rất là cao. Cua này người ta bảo là cua gạch đó mọi người. Giá của nó là 900, gần 900 ngàn một ký. Bao nhiêu đây là Sang mua là dở lên như thế. Đổ ra hết đi. Không bơi đâu. Cái này là 5 ký nha mọi người, gần 5 ký luôn. Đấy, toàn là mấy con cua to không à. Mấy con cua to thôi nha. Đấy, cứ đổ ra hết luôn. Giờ thì mấy anh em Sang rửa. Tại vì Sang thì cô không biết là cua này á, làm món gì cho ngon, nên giờ thì mình cứ rửa sạch đi, bỏ vô nồi cái mình rang muối nha. Hôm nay thì làm món rang muối đi. Bỏ 4 con muốn đầy cái nồi luôn. Thì cua hổm đài thì mình cũng đã ăn được một vài lần phải không mấy đứa? Mấy đợt trước thì anh chỉ luộc cho mấy đứa thôi. Hôm nay thì không biết làm món gì nên thôi mình làm cua hấp muối nha. Rồi mấy đứa đổ cái để cái nồi lên trên đi, đưa cái bịch muối cho anh. Hôm nay thì Sang có mua ở đây thêm 2 bịch muối hột nữa nha mọi người. Muối này không phải là muối giấy hột. Rồi đổ 1 bịch trước đi Quỳnh. Nè, tháo cái bịch này ra. Xong rồi đổ cái 1 bịch trước dưới đây. Rồi, đổ xuống luôn, đổ xuống đã luôn. Rồi, cho đều ra. Muối này là muối hột nha. Rồi, dăng cho cái cua lên trên đi.
cứ bỏ hết cua lên trên, xếp đều lên nha. Dảnh thì do bị tay gãy nên cứ ngồi yên một chỗ thôi, khi nào mà có thì ăn chứ không cần phải là làm giống như lúc trước. Lúc trước thì lúc nào dảnh cũng xô xáo đúng không, hôm nay thì cứ ngồi một chỗ đi. Đấy, có mấy con cua sao mà xếp đầy cả một nồi luôn này, không biết hết không nữa. Ủa, có con gãy chân nữa hả? Mấy con này thì Sang làm cho nó chết hết rồi nha mọi người. Tại vì rồi đổ bên muối kia lên. Tại vì con cua nếu mà khi mình luộc hay mình nấu nó mà nó chưa chết á, thì nó sẽ kiểu như là nó cọ quậy, nó gãy hết chân tay của nó, nên làm cho nó chết xong rồi nó đổ muối vô. Đổ đại đi, đổ đại cho hết đi. Đó, món này thì vậy thôi, đặt nhỏ lửa lại mấy đứa ơi, đừng có để nhiều lửa. Rồi lấy cái nắp đậy lên quên ơi, xong. Món này vậy là xong nha mọi người, không cần nhiều đâu, một hồi nó mặn mặn ăn cho ngon. Rồi cho riu riu lửa thôi, chừng nào chín thì dọn lên ăn. Món đơn giản đúng không? Đơn giản hơn cả mình luộc nữa. Mọi người xem nhóc dảnh này, sau bao nhiêu ngày ở nhà, hôm nay được đi quay video lại thì rất là vui luôn nha. Còn riêng cái món cua hấp muối này thì mình cứ đặt đó thôi, để củ riu riu. Khi nào mà nghe mùi khét của con cua thì mình đổ ra và ăn cùng với tất cả mọi người ở đây ha. Còn Sang thì ra ngoài đây, tại vì Sang có một vài chuyện muốn nói, muốn tâm sự cùng với tất cả mọi người ở đây một xíu. Thì cách đây một tuần á, Sang có làm một cái video là thăm nhà nhóc dảnh, thăm bệnh nhóc dảnh khi nhóc dảnh bị bệnh gãy tai á. Thì sau cái video đó về sẽ đăng lên trên kênh. Thì Sang muốn đầu tiên là Sang muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến nhóc dảnh cũng như là an ủi cho nhóc dảnh trong thời gian qua, cũng như là muốn trình bày một cái số chuyện mà Sang làm Sang rất là buồn. Tại vì sau khi Sang đăng cái video lên, Sang nhận được rất là nhiều lời nói không đúng cũng như không hay, những lời nói sai sự thật về Sang, về nhóc dảnh. Nên hôm nay sẵn tiện trong video này thì Sang muốn giải thích cùng với tất cả mọi người ở đây luôn. Thì sau cái video mà Sang thăm nhà nhóc dảnh về để quay cho mọi người biết là nhóc dảnh bị té gãy tai á, thì sau cái video đó về thì Sang nhận được rất là nhiều lời nói nó không hay. Nhiều người thì vào bảo Sang là lừa đảo khán giả để câu view câu like. Thật ra thì nhóc dảnh này chẳng có bị gãy tai hoặc là bị gì hết cả. Còn trên TikTok thì có một bạn lại lấy video của Sang đặt lại với tiêu đề là lật tẩy sự giả mạo của Sang Vlog về vụ việc nhóc dảnh bị té gãy tai. Và trong cái video đó thì bạn này đã soi mói rất là kỹ về những cái vấn đề là nhóc dảnh có gãy tai không và gãy tai nào, hoặc là nhóc dảnh bị gì mà té gãy tai. Và sau cái video mà họ đăng lên như vậy thì ảnh hưởng đến Sang cũng như mấy đứa nhóc rất là nhiều luôn. Và đôi khi người ta nói khi mọi người làm đúng với cái bản thân của mình thì mọi người không cần phải giải thích bất cứ điều gì hết cả. Thời gian sẽ chứng minh được lời mọi người nói đúng là hay là sai. Nhưng mà đôi khi mọi người im lặng để thời gian chứng minh thì người ta lại nói mọi người sợ mà im lặng. Và hệ quả sau cái video đó là kênh YouTube của Sang bị mất đề xuất cũng như là bị tuột hơn 10.000 người đăng ký nha. Do những người này người ta nghĩ rằng Sang đang thực sự lừa dối mọi người ở đây, và cũng như là nhóc dảnh không có bị gãy tai nha. Tại vì trong cái video mà anh thăm nhà dảnh lúc đó anh quay thì có lúc là dảnh bị gãy tay trái cũng như là có lúc dảnh bị gãy tay phải đúng không? Nên hôm nay thì Sang sẽ giải thích cho tất cả mọi người được ở đây được rõ là Sang thực sự có đang lừa dối mọi người hay không. Thì dảnh nói cho mọi người biết xem là dảnh hiện tại đang bị gãy tay nào. Tay đó là tay trái nha mọi người, bị gãy tay trái nha mọi người. Và sáng ngày hôm nay để chứng minh cho mọi người ở đây được hiểu rõ hơn thì Sang chở nhóc dảnh ra ngoài để mà đi khám bệnh. Và đây là cái phim chụp X quang của nhóc dảnh nha mọi người, để cho mọi người được hiểu rõ hơn cam đi. Hiểu rõ hơn rồi. Đây, không biết là mọi người có thể thấy hay không, nhưng mà đây là cái phim chụp X quang thì không thấy được nè. Đây là cái chỗ mà xương tay của nhóc dảnh bị gãy này. Thì tay thì sẽ có hai cọng xương nha. Nhóc dảnh thì bị gãy hết một cọng thôi, chứ không phải là gãy hai cọng luôn. Và lúc đó gãy thì có đau không dảnh? Nó bung ra như vậy luôn hả? Dảnh nó bảo là nó lồi xương ra như thế này luôn. Và người ta ra đó mà người ta ép lại, người ta bó lại. Và đây là cái điều chứng minh mà nhóc dảnh bị gãy xương ngay chỗ này nha mọi người. Và có nếu như mọi người, và trong cái video mà thăm nhà nhóc dảnh lý do tại sao lúc nhóc dảnh bị gãy tay trái hoặc là lúc nhóc dảnh bị gãy tay phải thì nguyên nhân cũng rất là đơn giản luôn. Nếu mà Sang quay video bằng camera trước thì hình ảnh nó sẽ bình thường, còn quay video bằng camera sau thì hình ảnh nó sẽ bị lật lại nha. Có nghĩa là bây giờ là nhóc dảnh đang bị gãy tay trái đúng không? Đây là đang là gãy tay trái này. Nhưng mà khi mình đổi thành camera sau thì nhóc dảnh trở thành gãy tay phải đúng không?
nó hình ảnh nó bị lật đi lật lại thôi. Chuyện này thì rất là đơn giản chứ không có phải là nhiều người bảo á là sang bó tay này cho nhóc rảnh xong, quay xong đoạn clip lại quên tháo ra bó tiếp tay này cho nhóc rảnh nữa để mà câu like, chứ thật ra nhóc rảnh chẳng bị gì hết cả. Nhưng mà nếu không bị gì thì chẳng ai phải đi bó tay đúng không? Và đây xin cho mọi người xem kỹ lại rõ này. Đây là hình ảnh nhóc xương nhóc rảnh bị gãy nha. Sao không biết là mọi người quay trong đây mọi người thấy rõ hay không? Đấy, xương của nhóc rảnh bị gãy một đoạn, bị gãy bung ra một đoạn luôn. Vậy là mọi người đã hiểu rõ lý do tại sao có lúc mà sang quay á, nhóc rảnh bị gãy tay trái, cũng như có lúc nhóc rảnh bị gãy tay phải đúng không? Chỉ là do camera thôi chứ không phải là sang đang lừa dối đâu. Và nhiều người lại bảo là nhóc rảnh á, do sang mới mua xe đạp mới về, qua bữa sau đi đua xe mà té gãy tay. Cái này thì càng không đúng nha mọi người. Xe của rảnh cũng như là Thái vẫn còn nguyên đúng không? Không chầy xước bất cứ gì hết cả. Và nếu như mà té gãy tay thì tất nhiên là mặt mày hoặc là chân đầu gối này kia sẽ bị chầy thêm đúng không? Cái này chỉ có riêng tay bị gãy thôi, chứng tỏ là không phải là do chạy xe mà té nha. Nhóc rảnh á, thực sự ra là đi rừng xong rồi té nhảy qua mương, nhảy qua suối trượt chân và té xuống, chổi xuống là gãy tay thôi. Và trong cái video mà thăm rảnh á thì Sang có đưa cho nhóc rảnh quà này, cũng như là đưa 500 ngàn cho rảnh đúng không? Thì nhiều người người ta xem người ta bảo là nhóc rảnh đi cùng với Sang từ rất là lâu rồi mà thằng nhỏ gãy tay chỉ cho được 500 ngàn thôi. Ra câu này thì Sang cũng rất là buồn, nhưng mà mọi người thử suy nghĩ lại xem trong cái video mà Sang thăm nhóc rảnh á, lộn, Sang mua xe đạp cho nhóc rảnh á, thì dù biết cái video đó thu về chẳng bao giờ được nhiều tiền bằng cái chiếc xe đạp đó, nhưng mà Sang vẫn mua thôi. Có video này cũng như là có video kia, chứ không phải là video nào cũng toàn diện hết cả. Nên đôi khi những lời á, là mình không giải thích á, thì mình lại giữ trong lòng, mình rất là buồn luôn. Nỗi lòng thì cũng đã nói ra cho hết tất cả mọi người ở đây được hiểu rồi. Nói ra như vậy thì nhẹ hơn rất là nhiều luôn. Để cho mọi người đừng có hiểu nhầm Sang mà lại hủy đăng ký kênh của Sang thì tội nghiệp Sang với mấy đứa nha. Còn cái món cua ở ngoài đây thì có lẽ nó cũng đã sắp chín rồi. Tại vì Sang đã nghe nó sôi sùng sục phía trong này. Bây giờ mình mở ra nha. Đây đưa cái giá cho anh. Bây giờ thì mình mở ra để xem cua phía trong như thế nào nha. Rồi cua nha. Đây. Vàng khè luôn. Cái này hay lắm mọi người. Dù Sang là gọi là cua luộc muối, là không có bỏ một chút gì nước vô luôn á, nhưng mà nghe tiếng sôi đúng không? Nó sôi sùng sục luôn. Không biết cua này chín chưa. Ừ, thơm hơn nhiều. Chắc chín rồi. Đổi màu vàng này chắc là chín rồi. Rồi nhưng giờ Sang vớt ra để ăn cùng với mấy đứa luôn nha. Tại vì trời thì cũng đã, mọi người xem này, trời thì đang chuyển mưa, nên tranh thủ mấy anh em Sang ăn xong rồi về. Ừ, thơm ghê. Ấy. Cái mâm này không biết hết không nữa. Cái nồi muốn Cái này là khỏi còn phải chấm luôn. Nó mặn sẵn rồi mà. Đây cô biển chứ gì nữa. Thơm hơn nhiều so với mình luộc đúng không? Tại vì con cua này mình làm kiểu này mọi người, theo như Sang nghĩ thì nó sẽ giữ muối phía bên trong nha. Thì hai đứa bưng cái mâm này lên coi. Hôm nay cái mâm cua này á, anh mua nói chung là nó cũng khá là nhiều luôn để mà bồi bổ cho rảnh nha. Hy vọng là rảnh ăn hết cái mâm cua này á, sẽ khỏe lại phải không mấy đứa, tay lành lại, và trong thời gian sắp tới sẽ đi mò cá cùng với mấy anh em mình phải không? Nên giờ thì đặt xuống đi. Mấy anh em mình thì bình thường lành lặn đúng không, không cần phải ăn trước. Nên giờ thì hai đứa này có nhiệm vụ là khui cái con cua này ra cho rảnh ăn được chưa. Rồi khui đi. Hay khui con cua đỏ này luôn này. Đó, con đỏ để ăn. Càng đỏ ăn cho mau hết bệnh. Từ từ ra. Cua này là cua gạch, không biết có gạch hay không. Khui đi, khui đi. Rồi, xong luôn. Không có gạch nha. Thôi, lấy đi. Không biết là khui khui ra đập càng ra cho rảnh đi. Không biết là chọn cua gạch như thế nào nha. Nhưng mà hổm đài Sang đi mua, Sang còn kêu mua cua gạch cho mấy đứa nhóc nó ăn cho biết, nhưng mà chưa bao giờ chọn đúng cua gạch nha. Giá thì lại cao nhưng mà lúc nào cũng bảo là cua gạch. Rồi cắn luôn. Cứng mà. Ui, cái chuyện gãy răng. Ây. Rồi, đây này. Mọi người xem thịt phía trong càng con cua nha. Rồi rảnh khỏi chấm. Nói chung là luộc muối thì có khi là nó mặn á. Rồi cắn một phát cho đã rồi. Rồi vị nó sao? Nó mặn mặn, nó ngon đúng không? Tại vì cua biển ở cho Sang thì ít khi mà được ăn lắm. Nên thôi giờ mọi đứa bóc một con đi, tranh thủ mấy anh em mình ăn rồi đi về. Tại vì trời cũng sắp mưa rồi, lại đưa rảnh về. Tại vì tay của rảnh này vắt mưa là nó không lành đâu. Ăn đi mấy đứa ơi. Sang cũng chọn một con nha. Đây, đây con này đi. Con này nó to, mình xem càng to. Cho Thái con to này, đưa con nhỏ cho anh.
cho mấy đứa ăn to. Ở đây thì có 7-8 con nha mọi người. Mình mỗi đứa mình thì ăn một con thôi nha. Dạ. Còn nhiều là cho dảnh ăn cho thật đã luôn. Ăn xong thì mới nhớ lành cái tay nha. Dạ. Ăn lành cái tay xong rồi tiếp tục đi quay nữa chứ. Phải ăn đi mấy đứa. Cua hấp kiểu này mọi người thì nó thơm lắm. Tách con này ra nha. Cho dảnh cái càng này. Ăn để quay cho mọi người biết thôi. Chứ bao nhiêu đây thì mua để cho nhóc dảnh ăn. Không có con nào có gạch hết nha. Vậy mà bảo là cua gạch nha. Cua cho sang thì mua giá thì mắc. Nhưng mà mua không bao giờ đúng được cua gạch hết cả. Này, ăn cái càng này nha. Mọi người xem mấy đứa cắn đã không? Đây, cho dảnh nó nè. Bỏ cái đó đi, nè cầm đi. Ăn cái tay đi, cho cái tay nó lành lại đúng không? Cứ cho dảnh ăn cái càng đi, mình ăn cái mình luôn không được. Ăn đi, ăn cho đã đi. Dảnh mà không đi quay video là nhiều người nhớ dảnh lắm á. Cả nhóm của anh, cả nhóm của mình cũng như là nhiều người xem video nhớ dảnh lắm, nên là ráng ăn cái càng cua đi. Cứ cắn bao nhiêu càng là cắn đưa cho dảnh hết, mình ăn cái mình cũng được mà. Qua thì Sang với mấy đứa nhóc chưa ăn xong, nhưng mà trời đổ mưa tầm tã luôn nên mấy anh em Sang chạy về cái chòi ngay đây này để đứt mưa. Còn cái số cua còn lại thì một xíu nữa dảnh mang về nhà nha. Để mà ăn cho thật ngon luôn nha. Để mà tay cho nó mau lành, tại vì ở đây á anh cũng như là tất cả mọi người ở đây nhớ dảnh rất là nhiều nha. Mau lành lại để mà đi quay video cùng anh cùng với mấy đứa nha. Dạ. Thì clip này của Sang á cũng đã lý giải cho mọi người biết được lý do tại sao nhóc dảnh có lúc là bị gãy tay trái cũng như là có lúc bị gãy tay phải, và thực sự nhóc dảnh có bị tai nạn hay không thì đại Sang cũng đã lý giải được hết cho tất cả mọi người ở đây rồi. Nên mong mọi người á xem được clip này á thì mọi người đừng có hủy đăng ký kênh của Sang nữa nha. Cũng như là nếu mọi người yêu quý Sang á, mọi người hãy đăng ký lại kênh của Sang. Trong những ngày vừa qua bị tụt người đăng ký này do là hiểu nhầm, nên mọi người đều thông cảm cho Sang nha. Còn Sang với mấy đứa sẽ tạm dừng clip tại đây. Nếu mọi người yêu quý Sang, yêu quý mấy đứa, mọi người hãy cho Sang một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mấy anh em Sang. Sang với mấy đứa chào mừng tất cả mọi người nha. Bye, bye.